Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Tiếp tục về hàng mẫu vỏ thùng loa súp năm 2002, và em về thêm đó là bát Ethan Sound. Cái này thì em vừa nắp vào xong thôi, bây giờ lại thôi lại tháo ra, bởi vì là có bác khách bác đặt là vỏ năm 2002 thì về tổng cộng được 3 cặp vỏ các bác nhá. Em đang trưng bày đây là một cặp, còn lại em để ở bên kho bên kia. Các bạn nào quan tâm đến mẫu vỏ súp kép hầm năm 2002 này liên hệ trực tiếp với em. Giá hiện tại bên em đang bán với mức giá là 7.500.000 đồng bao ship, và giá tại cửa hàng là 5.500.000 đồng các bác nhé. Với cấu hình em đang sử dụng đây cũng gọi là khủng nhất luôn, với công suất của cũng là bát Ethan Sound 18TNW3000 này, đó là peak 10.000W trên tải 8 ohm, một củ loa công suất đánh liên tục 8 giờ liên tục, đỉnh điểm là 3.600W và công suất khởi chạy là 1.800W. Với mức thông số như này thì em nói thật các bác là những con đẩy phải gọi là siêu chất, siêu xịn, đẳng cấp và cực kỳ khỏe thì mới đánh gọi là một phát khói mù loa luôn. Với công suất peak là 10.000W trên một củ loa bát. Đây là thông số xịn của hãng Ethan Sound với củ loa xịn Ethan Sound 18TNW3000. Với cặp này hiện tại bên em đang bán đó là 5.500.000 đồng. Hàng này là hàng Trung Quốc loại 1, copy 11 theo tiêu chuẩn công nghệ của Ý, công nghệ bản quyền của Ethan Sound. Còn củ loa như thế này mà xịn của Ý, và gọi là xịn của Ý đời đầu nhá, đời sau thì xương của nó màu đen, đời đầu và đời sau thì nó giá nó khoảng là tầm 1.200 đến 1.500 đô trên một cặp bát này, tức là nó khoảng tầm gần 40 triệu một cặp củ loa bát giờ, khoảng tầm đó. Nên là các bác là so sánh khẩu kiễng vừa thôi nhá. Đây là sản xuất theo tiêu chuẩn công bố của Ý. Đấy, sản xuất do công lắp ráp tại Trung Quốc. Và cặp bát này thì hiện tại em bán là hiện tại cặp bát này em đang bán là 5.500.000 đồng một cặp bát. 18TNW3000, công suất đỉnh đẹp peak của một chiếc là 10.000W. Một cặp bát nếu như nắp vào trong thùng này thì công suất đỉnh điểm, tức là công suất peak, đó là 20.000W trên tải 4 ohm. Ranter power, tức là công suất đánh liên tục, đó là 7.200W. Đấy, 7.200W khiếp luôn, 7.200W công suất đánh liên tục trong 8 tiếng đồng hồ, công suất khởi chạy là 3.600W. Những thông số bố của đẳng cấp, những thông số bố đời, và những cái thông số không thể nào gọi là nhẹ nhàng được. Nhưng trọng lượng của một cặp này nó chỉ là vào 88 cân 8 nạ, số rất đẹp luôn các bác nhé, 88 cân 8 nạ trên một cặp súp kép mẫu năm 2002 siêu khủng này, siêu kinh tởm này. Đây là các bác là xem đây nhá, thông số rất là bố của đời. Đấy, 18TNW3000, nguyên anh nguyên kiện, nhập từ Trung Quốc mang về. Còn nếu như cổ này mà xịn của Ý, Italy thì nó cực kỳ đắt tiền. Xin nhấn mạnh luôn các bác, nó vào tầm gần 40 triệu một cặp bát này, khoảng tầm 38 triệu một cặp bát này nếu mà xịn của Ý. Đấy, thì biết đến đâu kể đến đấy nhá. Các bác nào quan tâm đến mẫu này thì liên hệ trực tiếp với em. Đây là một trong những mẫu súp mà em đánh giá rất cao. Cũng xin chia sẻ luôn các bác là cái mẫu này liên tục trong tình trạng là cháy hàng. Và nếu như các bác nào live show sự kiện tiệc cưới vừa và nhỏ, các bác chỉ cần một cặp này thôi, đánh tầm 800 đến 1.000 khách tối đa nha. Còn nếu như các bác đánh trung bình thì tầm 500 khách là chưa được, 500 khách là chưa được, 1.000 khách thì nó hơi quá, nhỡ mồm, nhỡ mồm. Nói chung là vang xa tầm 1 đến 2 km là chuyện bình thường. Nếu như các bác set N5 thì nó còn hiệu quả hơn nữa. Nhưng mà thôi, hôm nay báo cáo các bác là có hàng về nhá. Em sẽ hẹn các bác trong clip test lần sau với mẫu súp này. Em khuyên các bác là nên sử dụng với mức giá là 16.500.000 đồng một cặp, cả thùng cả bát. Còn thùng không là 5.500.000 giá tại cửa hàng, 7.500.000 bao ship. Các bác có thể cân đối. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.